Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đánh số thứ tự động trong Word. Và cái Word mình đang sử dụng là Word 2016. Các bạn nên sử dụng các loại Word có phiên bản từ 2010 trở lên vì nó sẽ gần gũi với chúng ta hơn và cũng hiện đại hơn, và cách làm cũng khá là tương đồng với nhau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Ở đây chúng ta sẽ đi theo là hướng dẫn cách số đánh tự động chứ không phải là gõ thủ công, và cách hướng dẫn đánh số tự động này sẽ phục vụ chủ yếu cho các bạn làm luận văn rất là thiết thực, nên các bạn sẽ phải chú ý lắng nghe nhé. Đầu tiên mình đã mở sẵn một file Word lên. Trên này mình đã tạo sẵn là bảng, ở bên trên là cái phần mình lấy ví dụ, ở phía dưới là phần mình sẽ thực hành. Đầu tiên khi các bạn viết luận văn thì trong một luận văn sẽ có khoảng 3 chương. Thì đây mình sẽ lấy ví dụ cái chương đầu. Thì các bạn có thể phần đầu tiên các bạn sẽ gõ chương 1. Mình sẽ để cáp lóc để mình gõ thứ tự in hoa. Chương 1 2 chấm là tình hình luyện tập tin học sinh viên học viện tài chính. Xong, bắt đầu mình sẽ đánh số thứ tự từ mục là 1.1. Thì các bạn không nên gõ là 1 và dấu chấm cộng thêm 1 rồi xuống dưới là 1 dấu chấm cộng thêm 2. Cách này rất là mất thời gian và không chuyên nghiệp. Đầu tiên để đánh số tự động thì các bạn sẽ nhìn trên thẻ home, và thứ hai là các bạn vào tiếp theo là thẻ paragraph. Các bạn sẽ thấy cái phần thứ hai này, đó là numbering, tức là đánh thứ tự tự động. Các bạn sẽ bấm mũi tên xuống. Rồi, ở đây các bạn có thể nhìn thấy các tùy chọn ở dưới. Mình sẽ lấy một ví dụ là đầu tiên mình sẽ đánh cầm 1.1, nên mình chọn cái phần này, hoặc ở đây cũng được. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ gõ là điểm mạnh. Các bạn có thể thấy là ở phần cái phần 1.1 này, cái dòng này nó hơi khác cái dòng ở trên mẫu này, là nó có một cái khoảng cách ở đây. Thì để tăng cái khoảng cách giữa 1.1 và cái chữ điểm mạnh thì các bạn sẽ đặt con trỏ vào giữa 1.1 và điểm mạnh, sau đó các bạn bấm chuột phải. Ở trên chuột phải thì các bạn sẽ thấy dòng này là Adjust List Item, thì các bạn sẽ bấm vào đây. Sau đó thì nó sẽ có một tab mở ra, thì các bạn sẽ chọn xuống bảng tab 3 và các bạn chọn là space, tức là một khoảng cách, và các bạn sẽ bấm tùy chọn và bấm ok thì nó đã tạo khoảng cách ra cho mình, đúng không ạ? Tiếp theo thì các bạn sẽ đặt con trỏ chuột ở thứ tự cuối cùng sau cái chữ điểm mạnh và các bạn bấm enter. Khi mà bấm enter thì cái Word nó sẽ tự hiểu là mình sẽ sang một cái mục khác và nó sẽ đặt mặc định luôn là 1.2. Tuy nhiên ở trong phần điểm mạnh này của mình sẽ có thêm hai cái mục nhỏ hơn là 1.1.1 và 1.1.2. Vì thế mình sẽ phải thay đổi cái định dạng của cái đánh thứ tự tự động này. Thì các bạn sẽ vào cái thẻ, lại vào cái phần paragraph này, các bạn bấm mũi tên xuống và các bạn sẽ chọn cho mình là chữ Define New Number Format. Rồi, ở phần này thì các bạn sẽ thấy ở phần cái phần đầu tiên thì nó sẽ có Number Style, tức là cái kiểu của mình, thì các bạn có thể đổi thành là ký tự ABC, nhưng mà mình thì đã vẫn đang sử dụng cái ký tự là số đúng không ạ? Nên là mình vẫn cứ để là số 123. Tiếp theo, cái phần chính của chúng ta cần sửa ở đây đó chính là Number Format. Tức là ở phần này sẽ có, nó sẽ ghi cho mình là 1.2, thì cái ô số 2 này đang bị bôi đậm, đang bị có một vùng tối bôi ở đây. Thì các bạn hiểu đây là số 2 này, nó sẽ là cái số bắt đầu mà nó sẽ nhảy thứ tự ở đây ạ. Đây là số 2 thì nó đầu tiên ở phần dưới này nó sẽ ghi là 1.2, rồi tiếp theo 1.3, 1.4. Nếu phần này ở đây là số 1 thì nó sẽ bắt đầu đánh từ 1.1, 1.2, 1.3. Và nhiệm vụ của mình là đang là 1.1.1, 1.1.2, tức là cái phần ô vùng tham chiếu này của mình là cái phần sau cái 1.1 ạ, 1.1 tức là cố định, đúng không ạ?
1.1 đây là cố định, và bắt đầu thay chạy từ mục từ cái phần số thứ ba này. Thì các bạn ở đây thì các bạn làm thao tác như này giúp mình ạ. Tức là các bạn đặt con trỏ chuột ở giữa số 1 và số 2, sau đó thì các bạn sẽ bấm dấu chấm và thêm tiếp số 1 vào đây, đúng không ạ? Tức là cái 1.1 là hai ký tự đầu tiên này thì nó sẽ giữ cố định cho mình, đúng không ạ? Và nó sẽ bắt đầu thay đổi từ cái phần này. Tuy nhiên ở đây thì cái phần này của mình đang cần nó bắt đầu đánh từ một là số 1 chứ không phải là số 2, nên ra mình sẽ phải thay đổi cái số này đi. Tuy nhiên thì các bạn không thể là thay đổi luôn được ở trên này, mà các bạn đã phải bấm OK trước đã. Rồi ạ. Sau khi các bạn bấm OK thì nó đã trở về là một, nó sẽ có ba cái ký tự là 1.1 và thêm một số nữa, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây thì chúng ta cần là dưới cái chữ điểm mạnh này thì là thì chúng ta cần đánh từ số 1 thì chúng ta sẽ phải bấm chuột phải và bấm vào chọn tùy chọn là restart up 1. Thì ở ô này nó sẽ đổi cho mình thành 1.1.1 như này. Và cái này mình cần đánh là điểm mạnh cá nhân. Rồi ạ. Tuy nhiên là ở phần trên này nó lại bị nhảy thêm một số 1 nữa, đâm ra mình lại kích chuột phải vào phần trên và mình sẽ bấm vào cái paragraph và chọn thêm một phần define, lại chọn vào define new number format và chúng ta lại xóa cái số này đi, xóa số 1 ở giữa đi thì nó lại trở về cái bắt đầu, được chưa ạ? Làm vẫn là 1.1. rồi đấy là cái cách làm nó hơi bị chậm một tí, thì cách lần này mình sẽ lại hướng dẫn lại một chút cho các bạn là cách có một cách nhanh hơn, đó chính là chúng ta phải đánh restart up 1 ngay từ cái phần khi mà chúng ta đang là 1.2 cơ. Các bạn có thể tham khảo là mình sẽ xóa phần này đi, ví dụ như vậy, enter. Đấy, chúng ta bước trước thì chúng ta là 1.2 cơ, thì chúng ta sẽ phải bấm ngay ở đây, bấm chuột phải là restart up 1. Rồi thì cái nghĩa của restart 1 nó sẽ tách biệt cái hai cái phần đánh mục lục này, nó sẽ không dính dáng gì với nhau, nên là các bạn sẽ chỉnh sửa nó dễ hơn. Và phần này thì các bạn nhớ lại lúc trước chúng ta làm gì không ạ? Chúng ta lại vào cái phần paragraph này, numbering này, sau đó chúng ta chọn cái mục là define new number format này, rồi chúng ta lại thêm số 1 vào giữa. OK, đó thì nó sẽ nhanh hơn so với cách vừa nãy chúng ta làm. Rồi chúng ta lại gõ là điểm mạnh cá nhân, enter, rồi là điểm mạnh tập thể, đúng không ạ? Là xong. Bây giờ sẽ đến tiếp một phần nữa là chúng ta bấm enter, đúng không ạ? Sau khi chúng ta bấm enter thì nó lại ra là 1.1.3. Vậy mục tiêu của chúng ta là chuyển cái 1.1.3 này thành cái 1.2 ạ. Thì đầu tiên chúng ta lại phải tách cái phần 1.3 này, không cho nó liên kết với cả cái 1.1.2 ở trên. Vậy chúng ta lại bấm chuột phải và chúng ta chọn là restart up 1. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ lại vào cái numbering này, đúng không ạ? Và chúng ta lại phải set up lại cái phần đánh mục lục này, và chúng ta sẽ đổi thành là gì ạ? Đổi cái phần này là thành 2, đúng không ạ? Sau đó thì là cái vùng bôi đen vẫn là .1 và chúng ta mình xin lỗi là chúng ta sẽ phải đổi thành là 1.1. Rồi ạ. Sau đó thì nó lại ra là 1.1 cơ ạ. Vậy chúng ta lại phải đổi cái số 1 ở phần sau này thành số 2. Vậy cách đổi chúng ta lại vào bấm chuột phải, và các bạn để ý ở đây là set numbering value. Đó. Thì ở đây thì nó sẽ có mục là start new list, và ở đây là set value to, thì các bạn đổi đây thành số 2. Đó, thì nó đã đổi cái phần 1.1 này thành 1.2. OK, đúng không ạ? Vậy đây là thành 1.2 rồi. 1.2 ở đây thì chúng ta sẽ ghi là điểm yếu ạ. Enter tiếp và cơ hội cho nó thách thức. Và cuối cùng là các bạn sẽ nhớ lại cho mình ạ. Chúng ta sẽ cái phần đánh số tự động này chúng ta sẽ phải cần nhớ hai cái chức năng là chỉnh sửa. Thứ nhất là các bạn sẽ vào paragraph này thì các bạn sẽ thấy ở đây là sẽ hai cái chức năng chính này là define new number format và set numbering value. Thì cái define number format này nó sẽ sửa cho mình cái gì ạ? Tức là cái phần cố định này nó sẽ ở trong chức năng này sẽ không sửa cái phần nhảy số thứ tự này, nhảy số này sẽ không sửa, và mình sẽ định được sửa những cái xung quanh
ví dụ như là sửa những cái râu ria hai, hay là thay vào đây mình có thể thêm những cái linh tinh các thứ vào đây cũng được đó các bạn nhớ. Nhưng mà nó không sửa được cái phần bắt đầu chạy số thứ tự, còn cái phần mà sửa cái phần chạy số thứ tự đấy thì các bạn phải vào là set number ring value, tức là cái phần 1.4 nó bắt đầu đánh từ 1.4 thì các bạn có thể sửa lên bắt đầu đánh từ 1.5 hay là bắt đầu đánh từ 1.3 chẳng hạn. Đó là cái phần mà nó đang bôi đen này thì nó sẽ được sửa. Đó, nó chỉ có vậy thôi. Nên là các bạn nhớ là sẽ thêm thực hành cho mình. Và khi mà các bạn làm luận văn thì có thể tham khảo cái video này để các bạn nhớ lại cái cách chúng ta có thể làm luận văn. Chúng ta có thể cắt một lục, chúng ta có thể cắt được những cái chương này ở đâu, dán ở đâu, dán ở đâu và thay đổi nó như nào mà nó vẫn đúng và đánh được cái thứ tự tự động, chứ không phải là chúng ta sẽ phải gõ thủ công. Vì thế mình sẽ hy vọng là các bạn sẽ thấy cái video này có ích. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video.